để em cho chiếc xe của anh lên YouTube lại một lần nữa. Hello cả nhà. Hôm nay mình có ghé nhà khách ha. Chiếc xe Panasonic hôm trước có bán về Cao Lãnh nè anh. Này thì anh mua cho vợ ha, con xe Panasonic pin 13 hôm trước này, nguyên zin nè. Về đây. Bữa nay là về thành phố Cao Lãnh ở nè. Xe rất là đẹp ha. Cái này ảnh mua cho bà xã nhà ở tại thành phố Cao Lãnh. Vừa vô thì ảnh cũng có chơi hai chiếc xe nè. Hai chiếc, một cục một Touring nè, một cục chắc một con Touring cổ nè. Xe dữ. Chắc này đẹp quá anh em. Đầu 105 nè. Mua 10 năm rồi ha anh? 15 năm rồi ta. Đồ 15 năm này. Nó group này không hồi đó chắc cỡ 10 triệu quá. Đó là 10 triệu rưỡi này con chắc, con chắc nhôm carbon xe 50. Cũng anh cũng khá là đam mê xe ha. Đây nè, một con cổ nội địa Nhật nè anh em. Đây điện là đi dynamo của nó ngoài sao này, dynamo nó ngoài sao này, khá là độc. Con cục thép của bê tông. Con này cũng nội địa nữa nè, bê tông nha anh em. Đó, này cái này là cái này bê tông. Chuông này chuông dữ á. Sao làm cái cọc chuông thì mình sẽ quay với bà. Đó, bây giờ xe này thì dễ mua đúng không? Con chết ở trong dễ mua chứ những con cổ cổ vậy sao mua anh em. Đó. Thì mà hôm trước mình có con cổ bán về cho anh ở Huế, con nó sau này giá trị lắm. Full nhôm, còn này thép. Quá đẹp. Đường vô, bằng vô, đè vô. Ghi đâu chúng ta vô, thắng vô. Nhôm. Nhôm thép. Chiếc xe này đánh bê bê thắng, tạm thắng còn hơn nhất cái cuộc. Dạ. Phải thắng nhôm. Bởi vì cái đồ của thời nào nó có theo cái giá trị thời đó ha. Ví dụ như bây giờ làm gì kiếm được mấy ta thắng hàng người đó vậy. Thật ra cái đồ của nó, cái đồ nó sáng đẹp. Bây giờ làm như đó cái tuổi của cái nhôm của nó đúng rồi, đúng làm nó non hơn ngày xưa đó. Sở hữu ba con xe cũng hết một mớ tiền. Đây thì một con cọp nữa nè anh em. Những dân chơi xe mà gặp những con Custom 70 này là ở miền Nam là cũng hơi bị khó kiếm, có thể dễ im đã hết. Đây sẵn bữa đây ghé nhà anh chơi review cho anh lên YouTube một bữa luôn. Nguyên rin luôn nha. Xe này giờ chắc trị giá chắc khoảng 40-50 triệu quá, có thể hơn. Xin nhớ. C70 nữa nè. Đầu nồi là nguyên zin nè, thấy không? Zin đấy. Đầu nồi nguyên zin này. Đây cái ron của nó còn màu xanh nữa nè, thấy không? Ron xanh đấy. Đây. Ron xanh này. Quá đẹp. Tại vì đi mấy giày chưa chùi gì hả? Chùi gì anh ơi? Giày là quá đẹp rồi. Nói chung là mình nhìn xe là mình biết cái người ta chơi xe kỹ hay không kỹ liền à.
Đó, vậy thì thôi chứ bây giờ còn đổi gì nữa. Cực đẹp. Bản số dữ luôn. 55 59. Bán đồ thì không. Được rồi. Nhà. Bài này là nó không tắt đèn nổ máy. Đây. Đây. Cái bản này là ở Nhật ha, là tức nghĩa là ví dụ như mình muốn cái này là ta chế lại được nè. Đúng không? Chế, còn chim của nó là chỉ cần mở đèn là nó sẽ sáng luôn. Giống như xe Thái vậy đó nè. Hôm nay review qua tới xe Honda luôn. Này mà dân chơi kêu là má em như chó cảnh. Anh nói ai mà mua khoảng 70 triệu anh bán nha. 70 bán được rồi. Đó, lâu lâu review một con custom cho anh em coi. Nhìn cái này mình chết luôn. Kiến hậu zin nè anh em. Xe cam á, không phải là xe tháp nha, xe cam. Đó, anh đưa cho coi luôn nè. Quá đẹp. Ông chủ cũng cực kỳ đẹp trai. Chỗ không chơi dép chơi dài đâu dài không đó mà như đó là biết bao nhiêu rồi đó con chơi nhà chủ là ông sưu tập thôi, bộ này không là cũng hơi bị bộn đó nha. Tôi này mới mua là 3,5 triệu nè, không còn cái đồ con cũng là anh chủ là người biết chơi đồ ha. Đó. Này này. Khỏi nhìn gì anh em, nhìn cái ống bơm của ổng là mình biết rồi nè. Thấy chưa? Chơi nhìn cái ống bơm thấy là ghiền rồi. Ok, lâu lâu đi qua nhà một anh khách cũ ha. Nói chung là anh cũng cực kỳ vui vẻ và nhiệt tình. Hai con xe này quá đẹp. Dân chơi xe vô nhìn cây ghiền. Nói chung là đồ không phải là dữ vậy nè, nhưng mà cái cách người ta chơi, ví dụ như theo thời gian với lại cái độ kỹ ha, xe cộ này kia sạch sẽ đẹp. Nhìn cái người ta biết bảo quản đồ. Ví dụ như sau này người ta có muốn lên đời đồ này kia thì những người chủ người ta cũng dễ bán nữa nè. Rất là đẹp. Yên phi ít quá. Ý nè, phi ít á, phi ít á. Yên cà con á, yên gì đó, yên ý đó, yên rồi đó mua là coi như 600 ngàn. Cái này là cái dynamo nè anh em. Mình đưa vào thì nó sẽ phát sáng cái đèn ở ngoài trước á. Thì lúc này những cái con xe cổ á, nó có thiết kế dynamo giống như vậy. Đó, nhìn dây điện nó sẽ ăn ra trước nè. Bình thường hay những cái con xe kia thì mình sẽ thấy cái dynamo nó ngoài trước nè. Đó, thấy chưa? Nhưng mà con này thì dynamo sau. Xe này thì ngoài cái sườn thép ra thì còn lại là ảnh xài nhôm hết rồi ha. Nhôm hết, đi đông bông tăng nhôm. Kết như cái chuồng. Chuồng nhìn ghê chết luôn. Có tiền bây giờ có tiền mua chuông này không được á, người ta không chịu bán hay sao mua. Quá độc. Về zin ha, về zin xe nè nè, theo thời gian quá đẹp thôi chứ.
đùn sò đĩa là đều đóng bạc hết, đóng da băng hết. Rồi quay chi tiết coi đây, giờ dễ đóng chiếc da băng bằng kia bên kia này, đóng hết. Đề của sinh tu nữa, sinh tu VF này đầu mấy ta, mấy clip 7 đầu 7 nói như này, nói miếng tre nó cũng nó ra bắt luôn vì thấy rồi anh này à? Thấy rồi à, cái đó thà không chơi thì thôi, chơi thì phải vậy mới được. Chắc chắc này là không phải nội địa nha anh em, chắc này chắc quốc tế, chắc hồi đó chắc mua là chắc nhập về Việt Nam này. Đó, còn con này nội địa cũng mua, sau này con Panasonic của mình cũng là nội địa đó nè. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Chủ nhà có 3 con xe quá gấu.